Xin chào các bạn. Và ngày hôm nay, video ngày hôm nay chúng ta sẽ học về một cái cách làm mới, một cái phương pháp làm mới để có thể tạo ra những slide nó chuyển động, nó hay và nó mới lạ hơn. Đôi khi nó sẽ sáng tạo và nó giúp cho slide của các bạn nó có một chiều sâu và nó làm cho khán giả của chúng ta cảm thấy yêu thích cái phần trình bày, phần thuyết trình, phần giới thiệu của các bạn nhiều hơn. Vậy thì các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây thì Thị Dương đang cho các bạn thấy rằng là chúng ta đang có việc chuyển động của một cái phần bên tay trái của tôi. Phần bên tay trái thì mình đang cho các bạn thấy được rằng là bên này chúng ta sẽ có một phần mờ và nó trông nó sẽ nổi bật hơn so với cái nội dung ở bên tay phải. Nếu các bạn đang nhìn thấy chuột mà tôi đang làm ở đây. Và sau đó thì các bạn sẽ thấy được rằng là cái nội dung chữ của chúng ta nó cũng sẽ chuyển động một cách vào ra và trông nó rất là mượt, nó giống như một cái lớp phủ ở phía trên. Và đây chính là một cái phương pháp, một cái sự sáng tạo độc đáo hơn mà tôi muốn giới thiệu với các bạn để chúng ta sẽ bắt đầu đến với cái nội dung và cái cách làm cho những cái slide thuyết trình sau này của các bạn được tốt hơn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với nội dung video ngày hôm nay nhé. Vậy thì các bạn đang theo dõi trên màn hình mà mình đang chia sẻ với các bạn, chúng ta sẽ có một vài cái slide để cho các bạn nhìn thấy. Và với mỗi cái slide này thì chúng ta chủ yếu là chúng ta làm việc với hình ảnh. Thì nếu như các bạn có hình ảnh mà trong những cái slide của các bạn có nhiều hình ảnh thì chúng ta có thể áp dụng theo cái phương pháp này. Chúng ta đầu tiên thì các bạn sẽ bấm vào phần New Slide và chúng ta tạo ra một cái slide mới nhé. Và lúc này thì mình sẽ để nó ở dưới đây để cho các bạn theo dõi nó dễ hơn. Và đầu tiên thì các bạn cần phải sử dụng một cái bức ảnh. Bức ảnh thì nó sẽ có rất nhiều những nội dung và các chủ đề ảnh khác nhau. Thì chúng ta hoàn toàn có thể lấy một cái bức ảnh để làm demo. Trên Google thì các bạn có thể bấm vào cái trang pickabay.com để chúng ta đi tìm kiếm các bức ảnh. Và trong này thì tất nhiên nó vẫn là những bức ảnh demo thôi. Chúng ta sẽ gõ Nature. Tùy vào chủ đề, tùy vào lĩnh vực của các bạn để chúng ta lựa chọn cho mình những bức ảnh cho nó phù hợp. Ví dụ như ở trong này thì Thị Dương đang tìm kiếm đây một cái bức ảnh mà chúng ta sẽ sử dụng nó để làm demo các bạn nhé. Các bạn có thể bấm vào tải về hoặc là chúng ta bấm vào phần cái bức ảnh và chọn chuột phải, chọn sao chép hình ảnh. Khi mà các bạn chọn sao chép hình ảnh rồi thì chúng ta không cần thiết phải tải cái bức ảnh này về máy tính nữa. Mà bây giờ các bạn mở cái slide của chúng ta ra và các bạn bấm tổ hợp phím Ctrl V. Đấy thì nó sẽ dán vào đây. Tổ hợp phím Ctrl V nó sẽ dán cái bức ảnh của chúng ta vào trong cái slide đó. Và lúc này thì các bạn cần điều chỉnh cái slide của chúng ta cho nó full chọn toàn bộ cái slide của mình. Đây các bạn có thể kéo ra. Đấy chưa? Đấy thì tùy vào cái bức ảnh để cho các bạn có thể là cái cách kéo hoặc là chúng ta chọn cái chế độ là bức ảnh hiển thị toàn bộ cái slide thì nó có cho mình những cái lựa chọn khác. Thì với những bức ảnh thiên nhiên này thì chúng ta có thể kéo giãn. Đây các bạn có thể kéo ra một chút thì nó cũng không sao cả. Nó không làm bị ảnh hưởng cái chất lượng về tỷ lệ khung hình quá lớn cho nên các bạn hoàn toàn có thể làm được việc này. Và cái bước tiếp theo, bước thứ hai mà chúng ta cần phải làm đấy là các bạn nhân bản cái slide này lên, nhân bản cái bức ảnh này lên. Ctrl D. Ctrl D thì chúng ta sẽ có hai bức ảnh các bạn ạ. Chúng ta sẽ có hai bức ảnh hoàn toàn giống nhau. Và lúc này các bạn cần phải cho nó nằm trùng lên nhau các bạn nhé. Đây, cho cái bức ảnh nằm ở trên, chúng ta nằm trùng lên bức ảnh ở phía dưới của nó. Đấy. Và tiếp tục chúng ta sẽ lấy một nửa bức ảnh. Các bạn thấy không ạ? Chúng ta sẽ lấy một nửa bên này thôi. Đấy, để cho toàn bộ cái hình ảnh nó trùng khớp so với cái nền ở phía sau. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó cần phải trùng khớp như vậy. Đấy, và ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta sẽ bấm vào phần Picture Format. Và sau đấy thì các bạn sẽ bấm vào cái chế độ Crop. Chúng ta cắt xén nó. Đấy, các bạn hoàn toàn có thể cắt cái bức ảnh này một nửa. Và có thể ở đây thì là một nửa thôi. Nhưng mà với các bạn thì các bạn có thể cắt bao nhiêu cũng được. Tùy vào cái vị trí cho nội dung. Đấy, khi mà các bạn cắt rồi thì nó cũng không thấy một cái điều gì cả đúng không ạ? Đấy, nhưng mà nó có sự khác biệt khi mà các bạn thay đổi cho cái slide này một vài cái điểm nhấn nữa. Các bạn sẽ làm như sau. Bước số 3, chúng ta sẽ bấm vào phần chế độ hiệu ứng Blur. Đây, nó sẽ có một cái hiệu ứng ở góc này các bạn nhá. Đấy, những bạn nào mà chúng ta chưa khi nào sử dụng đến cái tính năng là Arctic này thì các bạn cũng có thể vào đây. Cái mục Blur này, đấy, nó sẽ làm cho cái nửa hình ảnh của chúng ta nó bị mờ đi.
đúng không ạ? Nó bị mờ đi. Và khi mà các bạn làm cho mờ đi ấy, thì nó cũng chưa thực sự ấn tượng đúng không ạ? Đấy, thì cái lúc này các bạn sẽ bấm tiếp theo cái bước số 4, đấy là vào correction. Các bạn sẽ chọn cái độ màu của nó tối lại một chút. Đấy, cái màu của nó cần tối lại một chút để nó tạo ra một cái chiều sâu và cái độ ấn tượng hơn cho cái bức tranh của chúng ta. Đây, các bạn hoàn toàn có thể chọn thêm cái tính năng này. Đúng chưa? Đấy, tùy vào cái cách làm của các bạn thôi. Và khi mà các bạn đã làm xong rồi, đến cái bước này chúng ta làm xong rồi, thì các bạn cũng hoàn toàn có thể điều chỉnh thêm. Ví dụ như các bạn có thể bấm vào cái hiệu ứng này và chọn option. Thì trong cái option này chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh cái phần artistic ở đây. Ví dụ như là nó đang có cái cơ chế, cái thông số là 10 thì các bạn có thể tăng lên 20. Đấy, để cho nó tăng cái độ mở lên. Hoặc là các bạn có thể tăng 15, đúng không ạ? Đấy, thì tùy vào cái cách mà các bạn muốn cái thông số này bao nhiêu thì nó phù hợp với các bạn thì chúng ta cứ chọn thôi nhá. Chúng ta cứ chọn. Và tiếp theo cái bước cuối cùng đấy là các bạn cần phải tạo ra những cái văn bản. Đấy, thì chúng ta bấm vào phần shape, chọn text box. Đấy, ở trong này thì chúng ta sẽ gõ ra những cái nội dung, cái chủ đề của các bạn. Nature. Đây là cái chủ đề, cái tiêu đề cho cái slide mà các bạn muốn giới thiệu cái bức ảnh này. Thiên nhiên, và sau đó các bạn hãy chọn một cái phông chữ. Đây, thầy Dương sẽ chọn cái phông chữ này. Chúng ta bấm Ctrl D để chúng ta nhân bản lên cái nội dung thứ hai. Và lúc này chúng ta có thể tạo ra một cái nội dung tiếp theo, để thì tùy vào các bạn thôi. Rồi, đây là một cái ví dụ. Xong, chúng ta tiếp tục tạo ra một cái nội dung ở dưới này. Thì thông thường nếu như các bạn đã tham gia những các cái chương trình học hoặc là một các cái video khác, thì ở đây thì mình muốn cho các bạn rằng là chúng ta hãy chọn một số những cái tiêu đề hoặc là nội dung bổ trợ để cho hai cái nội dung này nó được kết hợp với nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn phông chữ các bạn. Rồi, cho nó nhỏ lại xíu. Ok. Rồi, tiếp tục ở cái mục trên này. Cái mục ở trên này thì chúng ta có thể gõ thêm một cái chữ là slide design. Đấy, để cho nó tăng cái điểm ấn tượng cho cái slide của chúng ta lên. Và các bạn bấm vào cái chữ AV này và chúng ta sẽ chọn cái khoảng cách từ của nó. Đấy, để cho nó rộng ra nha các bạn nhé. Chọn khoảng cách từ để nó rộng ra và chúng ta sẽ tăng cái điểm nhấn cho nó tốt hơn. Và tiếp tục các bạn bấm vào phần shape và bấm vào cái phần hình khối ở đây. Trong phần hình khối thì các bạn sẽ vẽ ra một cái hình khối. Và lúc này chúng ta hoàn toàn có thể bấm vào phần shape fill và đổ màu cho nó. Đấy, bấm vào shape outline, tắt phần no outline. Mục tiêu ở trong này để làm gì? Đấy, thì các bạn có thể là thêm một cái phần đấy là đọc thêm hoặc là một cái chữ nào đó. Đấy, thì tùy vào các bạn thôi. Cái cách điều chỉnh nội dung của các bạn làm sao để cho nó ấn tượng. Đấy, thì trong cái nội dung này, cái chữ này thì chúng ta chuyển về một cái màu khác các bạn nhé. Chuyển về màu đen. Đấy, thì nó sẽ nổi bật hơn. Và bây giờ các bạn hoàn toàn có thể quét toàn bộ tất cả các cái text box và các nội dung này. Chúng ta làm lại một lần nữa, bấm vào phần Shape Format, chọn Align Left. Để nó căn chỉnh lại, nếu như các bạn căn chỉnh các cái đối tượng và các nội dung này nó bị lệch đấy các bạn. Các bạn hiểu không ạ? Đấy, nó bị lệch hoặc là tùy vào chúng ta. Đấy, cái cách điều chỉnh của chúng ta làm sao mà để trông nó toàn bộ nội dung nó có điểm nhấn hơn. Đấy, vậy thì khi mà các bạn đã làm xong thì chúng ta sẽ thấy rằng là một cái bức ảnh của chúng ta nó rất là chiều sâu đúng không ạ? Nó rất là chiều sâu. Người ta hoàn toàn, khán giả hoàn toàn có thể nhìn thấy nội dung của các bạn. Và thứ hai, họ hoàn toàn có thể nhìn thấy được cái nội dung, cái ý nghĩa của bức ảnh mà nó không bị mất đi quá nhiều. Vậy thì làm sao mà chúng ta có thể tạo ra được một cái hiệu ứng chuyển động sâu? Nếu như mà các bạn để nguyên, đúng không? Để nguyên một cái slide như thế này thì nó không hấp dẫn. Nhưng mà các bạn cần phải tạo ra một cái hiệu ứng chuyển động sâu để nó tạo ra một cái khả năng hút khán giả của các bạn nhiều hơn. Đấy là cái cách làm chuyển động như vậy. Đây, cái cách làm chuyển động như thế này. Đấy, thì trông nó cực kỳ đẳng cấp và nó sẽ rất ấn tượng. Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải làm thêm một cái bước nữa. Đấy là các bạn sẽ nhân bản cái slide này lên. Chúng ta bấm chuột phải vào slide và chọn nhân bản. Và lúc này các bạn sẽ thấy được rằng là chúng ta sẽ có, đây tôi sẽ phân cách thêm vào đây một cái slide trống để cho các bạn thấy điều này. Slide số 5, số 6 và slide số 7 là hai cái slide mà chúng ta đang làm việc với nó. Và lúc này các bạn sẽ thao tác với slide số 6.
trong cái slide số 6 này. Đấy, trong cái slide số 6 này, các bạn sẽ kéo toàn bộ cái nội dung này ra ngoài, kéo hết ra ngoài phần hiển thị của cái slide, được chưa? Và lúc này các bạn sẽ đưa toàn bộ cái nội dung này chúng ta sẽ kéo ra ngoài nữa. Đây, kéo ra ngoài tiếp. Đấy, các bạn cứ kéo ra ngoài nhá. Cái xa, cái gần này. Các bạn cứ kéo ra theo đúng cái cách mà thầy Dương đang hướng dẫn với các bạn ở đây thôi. Đấy, các bạn cứ kéo xa, kéo gần. Và bước cuối cùng đấy là các bạn sẽ chọn cả hai cái slide này. Và chúng ta chọn Transition và chọn Morph. Đấy, thì như vậy là bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy được cái phần chuyển động nó cực kỳ hấp dẫn của một cái slide nhá. Nào, bây giờ các bạn sẽ Next để chúng ta xem. Đấy, các bạn thấy chưa? À, như vậy là chúng ta đã làm việc với một cái slide mà trông nó cũng khá là đơn giản. Nhưng các bạn phải hiểu cái ý tưởng và chúng ta cần phải có cho mình những cái bố cục. Hoặc là thậm chí các bạn cần phải có những cái cách làm. Vậy thì đây là một trong những cái cách làm mà nó bắt đầu cải thiện cho chúng ta nhiều các cái phương pháp làm mới hơn. Và thì Dương hy vọng rằng là các bạn hoàn toàn có thể ứng dụng cái phương pháp này để chúng ta phát triển và chúng ta linh hoạt cho những cái bài thuyết trình của chúng ta nó được sống động và nó hấp dẫn đối với khán giả nhiều hơn. Ok, nếu như các bạn cảm thấy yêu thích video này, đừng quên bấm like, share và subscribe kênh để theo dõi nhiều các video mới nhất hàng tuần của mình nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video lần tiếp theo.